chào các bạn, mình tên là Trương Hồng Phấn, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen, ngành quản trị nhà hàng khách sạn của chương trình Baten. Hôm nay mình mới vừa đậu được visa đi du học Mỹ. Thời gian rảnh thì mình thường đi tập thể dục, như là chơi cầu lông. Rất là vui trời, đậu một cái đi ra mà cầm hồ sơ rung rung. Nói chung là mừng lắm. Thật ra thì nó cũng là ước mơ của em lâu rồi. Em thích làm trong khách sạn, nhưng mà cái em tìm hiểu thì ở bên mình thì có tập đoàn Starwood là lớn nhất, là của thuộc về Mỹ. Nên em chọn Mỹ đi học, nhiều khi cái bằng nó sẽ có giá trị khi quay về Việt Nam. Nền giáo dục Mỹ là như mọi người nói là quá tốt, rất là hiện đại. Mình học ở trường Mission College ở bang California. Trường nó có tới hơn 50 năm kinh nghiệm. Thấy có 9.000 học sinh international, nhưng mà 350 học sinh của quốc tế thôi. Mặc dù Cali là nhiều người Việt, nhưng mà bạn học trường này bạn có thể tiếng Anh của bạn tốt lắm, tại vì nhiều người bản xứ hơn. Thì em học xong em sẽ quay về làm trong khách sạn, như là ở đây có Hotel Sheraton với lại Le Marine, nó thuộc tập đoàn của Starwood Mỹ. Em biết đến công ty thì cũng là nhờ bạn em nó đậu. Cái em hỏi rồi nó chỉ lên đây, thì em gặp chị Quỳnh. Nói chung là chị Quỳnh hướng dẫn kỹ lắm, tại vì mình không có biết gì hết á. Hồ sơ tùm lum hết trơn, cứ chút xíu là gọi, chút xíu là gọi. Nhưng mà chị không có phiền nàn đâu, nói chung là đáp ứng nhu cầu hết. Khi mà xong hồ sơ hết rồi, mình sẽ được học với anh Khôi từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Anh sẽ chỉ dẫn cho mình cách trả lời, chứ không phải là đưa bài cho mình học thuộc lòng đâu. Nên bạn sẽ nhớ kỹ mấy cái ý của mấy bạn tự biên soạn. Rồi sau mà gần đi phỏng vấn, mình sẽ gặp được anh Bảo Anh. Nói chung là bạn gặp anh Bảo Anh đi rồi hả, khi mà nghe anh nói xong thì bạn muốn đứng dậy đi phỏng vấn liền luôn, không có chờ đợi. Trước ngày đi phỏng vấn thì anh Bảo Anh có chỉ cho bạn những cái câu hỏi mà sẽ được hỏi, như tại vì mấy câu đó sẽ thông thường, sẽ được hỏi nhiều lắm, nên chỉ cách trả lời nữa, trả lời sao cho tự tin này nọ. Rồi nói chung là anh Bảo Anh sẽ giúp bạn rất nhiều. Em ấn tượng anh Bảo Anh đó, trời, nói cái mà em muốn dậy đi phỏng vấn liền thiệt luôn á. Muốn đi du học thì mấy bạn cứ lên thẳng công ty Tân Đại Dương đi, mọi thắc mắc sẽ được giải quyết hết. Tại mấy bạn khi mà mấy bạn ở nhà cứ tự làm hay là này kia, rất là nhiều cái phát sinh là bạn không biết. Lên đây mọi người sẽ hướng dẫn cho bạn làm như thế nào, thế nào, đi như thế nào, rất là ok. Đặc biệt trang phục thì bạn bận cái gì mà bạn tự tin nhất luôn. Vô thì cứ nói thao thao bất tuyệt đi. Nói lớn rồi nói tự tin, mà mấy bạn phải làm cho lãnh sứ quán sợ mình luôn á, thì là chắc chắn đậu 100%. Cảm ơn mấy anh chị Tân Đại Dương nhiều lắm. Mấy anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, rồi luôn hỗ trợ tụi em tách tiếng Anh, tách tiếng Việt. Dạ, cảm ơn.